Con cũng xin chuyển đến cho máy của thầy Thích Hạnh Phú. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch trên chư tôn thiền nữ tăng ni chứng minh, kính thưa lão cư sĩ âm cùng toàn thể chư liễu đồng tu, Hạnh Phú có một câu hỏi hỏi dùm cho một ban hộ niệm ạ. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa lão cư sĩ Diệu Âm, ban hộ niệm chúng con phát tâm đi hộ niệm cho người hữu duyên, nhưng có những trường hợp làm cho ban hộ niệm chúng con rất là khó xử, đó là có những gia đình hồi giờ chưa hiểu đạo, chưa biết Phật pháp, thường để cho người thân của mình vào tình trạng hôn mê rồi mới mời đến hộ niệm, bởi vì họ được giới thiệu của những đồng tu sau khi họ đỡ người thân bị là hôn mê vậy. Nhưng mà gia đình thì rất là chí thành chí thiết mời ban hộ niệm, tha thiết muốn cứu người thân của mình, vậy ban hộ niệm chúng con có nên nhận những ca này không ạ? Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Sẵn câu hỏi này do ông cũng khuyên chư vị. Ông đã làm một cái tọa đàm gọi là hộ niệm chú ý. Ông nói 48 ngày liên tục bằng những cuộc tọa đàm nhỏ nhỏ thế này và người ta đã in ra thành sách rồi. Ông dặn dò vô cùng kỹ, rất kỹ chỗ này. Đừng bao giờ để đến lúc mê man bất tỉnh, đừng bao giờ để đến lúc quá yếu rồi, đừng bao giờ đến lúc suy kiệt rồi mới lo tới chuyện hộ niệm. Giống dẫn lên dẫn xuống và như thưa thắng là không phải là cuộc tổ đàm hộ niệm chú ý, mà hình như tất cả các cuộc tổ đàm nào nói đi nói lại cũng những điểm này, là những điểm vô cùng rất là lớn, một cái sơ suất rất là lớn của người thực sự muốn thành tựu đạo quả. Cho nên nói đi nói lại cũng nhắc nhở những ba điểm này. Mong cho chư vị nhớ, đừng bao giờ nghĩ rằng hộ niệm là những sự giúp đỡ trong lúc mình xả bỏ báo thân. Không phải như vậy đâu. Mà hộ niệm là chính mình phải làm sao thực hiện cho được tông chỉ của pháp niệm Phật để mình được vãng sanh. Mình bệnh, ban hộ niệm đến. Ban hộ niệm không có một cái quyền năng nào để đưa mình vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, mà họ chỉ đến nhắc nhở hướng dẫn cho chính người bệnh là chính mình làm cho được những điều này thì mình được vãng sanh. Xin các cụ, các ba, các má nhớ cho kỹ cái điều này. Như vậy thì mình có những sơ suất gì? Diệu Âm xin tính với chư vị, gọi là có hàng ngàn sự sơ suất đấy. Nếu mà chư vị thường cầm cái số chuỗi 108 học mà cứ niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, 108 là cái gì chư vị biết không? Chính là 108 cái phiền não, 100 cái đai chướng nặng của mình đấy. Trong một cái đại chướng nặng này nó có hàng trăm cái đại chướng nặng khác. Trong cái đại chướng nặng khác nó cũng chia ra hàng tí li li tí li tí những chướng nặng. Tức là mình có vô cùng vô tận những chướng nặng trong tâm. Nếu mà mình tới không chịu lo tu sửa, không chịu lo chỉnh đổi, thì đến lúc đó ba ngồi nên thấy mà không cứu được, giờ đâu nữa mà cứu. Chính vì thế mà xin thưa với chư vị, hộ niệm không phải là chờ đến lúc cuối cùng rồi mới kêu ban hộ niệm, mà nên lo trước. Lo làm sao đây? Mình biết đâu lo. Nghiên cứu pháp hộ niệm đi, thì chư vị sẽ thấy lòi ra không biết bao nhiêu. Và từ những cái điểm này mình gom lại, từ những điểm lớn đó mình phá được điểm lớn, thì một điểm lớn này nó đại diện cho 100 cái sơ suất. Mình phá điểm lớn này coi như phá được 100 cái sơ suất. Rồi hộ niệm mới chỉ cho một cái điểm lớn khác nữa, mình phá được điểm nữa, thì vô tình cứ một điểm của ban hộ niệm chỉ ra, mình phá có thể tới 100, có 1000 cái điểm nhỏ mà mình không biết. Còn nếu mình không biết phá thì một điểm nhỏ thôi nó cũng làm cho mình mất bản thân.
Chính vì thế mà những người không biết rành về hộ niệm, Phật nói đến nỗi mà triệu triệu người tu hành tìm cho ra một người thành đạo tìm không có, là tại vì phiền não nghiệp chướng quá nhiều mà họ không biết cách phá, họ không biết cách gỡ. Thì bây giờ đây do mới bày cho chư vị có một cái điểm đại lớn nhất mà mình chư vị phải làm, tại vì cái điểm này nó có thể phá được vô lượng vô biên nghiệp trước mà mình không hay. Đó là câu A Di Đà Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Chỉ một điểm này thôi nó phá cho chư vị vô lượng vô biên chứ nào. Vì sao? Vì đây là pháp đi vượt qua vô lượng vô biên chướng nạn đó, về Tây Phương Cực Lạc, gọi là đới nghiệp vãng sanh. Như vậy thì pháp hộ niệm là pháp dễ cho mình con đường đới nghiệp vãng sanh. Mình phải biết trước để lúc đó mình vững vàng đi trên núi nghiệp và về Tây Phương. Còn lúc đó mình đã sẽ chui vào trong núi nghiệp rồi, trùng trùng trong vai nó phủ mình lại rồi, làm sao gỡ ra cho được. Chính vì thế mà xin thưa với chư vị, nếu gia đình thông cảm quen biết quá, đành phải tới hộ niệm, chứ không ai dám bảo đảm là trong giai đoạn đó có thể cứu được đâu. Mong chư vị hiểu được như vậy và cố gắng tin tưởng đi, chứ đừng làm ban hộ niệm cảm thấy khó xử, bỏ thì thấy thương mà vương vào thì thấy tội, không biết làm sao mà có thể giải quyết được. Đành rằng họ cũng biết làm, cố gắng làm, nhưng mà sau cùng họ cũng đành cảm thân mà than rằng tội nghiệp cho người này quá he, chứ không biết làm sao. À gì à, à. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. À, chúng con thật sự vô cùng cảm niệm công đức của lão cư sĩ Diệu Âm, và cũng rất chuyên công đức của thầy Thích Hạnh Phú đã có câu hỏi cho chúng con để chúng con được học hỏi thêm ạ. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ câu hỏi vừa rồi cũng là kết thúc của buổi chương trình Zoom hôm nay. Dạ kính thưa các cha các má, chư vị liên hiệu đồng tu, qua một buổi Zoom hôm nay chỉ một tiếng rưỡi, nhưng chúng ta cũng thấy được rất nhiều những bài học qua những câu hỏi. À, đặc biệt khi chúng ta đi hộ niệm hoặc là những vướng nạn cho người bệnh, đó chính là gia đình người thân không biết đến pháp hộ niệm, và chướng ngại nữa đó là chính là mục tâm. Chúng ta phải quyết lòng buông bỏ những mục tâm này thì mình mới được sự gia trì. Là cư sĩ Diệu Âm thường nhấn mạnh và nhắc đến những trường hợp này, và đặc biệt là chúng ta nên cố gắng ham cứu pháp hộ niệm, nguyên cứu pháp hộ niệm thật kỹ và chuẩn bị trước, đừng để muộn màng mà sau này gọi là làm khó cho ban hộ niệm. Nam Mô A Di Đà Phật.